Tập 1. Trên cây có người rừng, nhanh lên, bắt lấy người rừng, bắt lấy hắn. Bắt lấy người rừng, nhanh lên, bắt lấy hắn. Từ xưa đến nay đã có nhiều tin đồn tại thần nông giá thường xuyên xuất hiện một người rừng, nhưng tôi chưa từng được nhìn thấy. Hôm nay đại dương được chứng kiến người thường đại chiến với người rừng, đúng là hồng phúc. Vậy sao? Tài sở yến hàng triệu ngụy tần, ngoại trừ đại dương ra, quốc quân của 6 nước còn lại đâu có ai từng gặp người rừng. Được, bắt được người rừng, giải về ảnh đô, xây nhà cho người rừng ở, rồi mời quốc quân của 6 nước để họ cũng có dịp được ra mắt. Đuổi theo, nhanh lên. Đuổi theo, nhanh lên. Bắt lấy hắn. Bắt lấy người rừng. Nhanh lên, truyền lệnh của quả nhân. Phải bắt sống, không được làm hại đến hắn. Tuân chỉ, đại dương hạ chỉ. Phải bắt sống, không được làm hại đến hắn. Phải bắt sống, nhanh lên. Không được làm hại đến hắn, dùng lưới. Nhanh lên. Đuổi theo hắn. Đừng để hắn chạy thoát. Bắt lấy hắn. Bắt lấy hắn, hắn leo lên cây rồi, phóng lao đi. Hắn kìa, bắt lấy hắn. Nhanh lên, đừng để hắn chạy thoát. Bắt được rồi. Bắt lấy hắn, bắt được hắn rồi. Quỳ xuống. Đại dương, hắn là người khoác da thú, mô phỏng người rừng, ẩn náu trong rừng. Thưa lúc đại dương đi săn, đột nhiên xuất hiện, trong đó phải có âm mưu gì? Quỳ xuống. Đừng làm khó cho cậu ấy. Cậu ấy thà làm thú cũng không làm người, ác hẳn phải có nguyên do. Chắc là có người sai khiến, trong lúc đại dương đi săn, đột nhiên xuất hiện, hành thích đại dương. Cẩn đại phu nói đúng, nhất định là hành thích. Đại dương, ngươi họ gì? Tên gì? Tại sao phải làm như vậy? Nói. Ngươi chạy vào rừng để làm gì? Đại dương, đây là lãnh địa của tả đồ đại phu Khuất Nguyên. Tại sao không bảo ông ấy đến đây để hỏi thăm chứ? Thái Bọc đại phu nói rất đúng. Chuyện này xảy ra trong lãnh địa của Khuất Nguyên đại phu, cho nên ông ấy phải giải thích rõ ràng mới đúng. Truyền tả đồ Khuất Nguyên để hỏi chuyện. Đại dương, Khuất Nguyên được phép về nhà thăm tỷ tỷ của ông ấy. Lạ thật, đại dương đi săn không theo hầu, bỏ về nhà một mình. Ông ấy không có cha mẹ, không có vợ con. Ông ấy về nhà để làm gì chứ? Quốc Nguyên không có cha mẹ, không có vợ con, nhưng có một người tỷ tỷ, tên là Nữ Tuy. Cậu ấy xem tỷ tỷ như là mẹ ruột, tỷ đệ sống chết có nhau.
Thường ngày công việc bận rộn, không có thời gian về thăm. Lần này theo quả nhân đến đây để đi săn. Về nhà đoàn tụ với tỷ tỷ, đó là lẽ thường tình thôi mà. Phải phải, Đại Vương nói đúng. Lục Tinh Tuấn Mã, truyền ông ấy đến đây gặp, không cần đâu. Các vị, cứ ở đây dựng liều. Cẩn thượng, có thần. Mông Ưu, có thần. Dẫn theo vài chục binh sĩ, theo quả nhân đến đó. Sẵn dịp hỏi thăm tỷ tỷ của ông ấy. Hạ thần xin đi theo Đại Vương. Còn nữa, không được làm hại hắn. Tuân chỉ. Người này có sức mạnh phi thường, đủ so với ba con trâu, là tài năng có thể tận dụng. Chuyển đến Tống Triệu sẽ bán được giá cao. Không không, không nên làm như vậy. Người này có thể tận dụng được. Cẩn đại nhân giữ hắn lại để làm gì? Để làm văn chương. Làm văn chương? Hắn không biết chữ, lấy gì làm văn chương? Văn chương đó nhắm vào Khuất Nguyên. Hắn là nhà thơ, không chỉ biết chữ mà còn biết rất nhiều nữa là đằng khác. Đây là tiếng trống nhạc à? Nó có tên là tiên nhạc. 12 ngọn núi tại Du Sơn là do 12 vị tiên nữ hóa thân. Trong đó nên kể đến Giao Cơ, tiểu nữ Úc của Tây Vương Mẫu. Cô nương ấy hóa thành thần nữ phong, đẹp đến quyến rũ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, thần nữ từ trên trời bay xuống, nơi này thường nghe thấy tiếng trống nhạc. Tuy là chuyện thần thoại, nhưng nghe kể rất hay. Chúng ta cứ tin là có thật đi. Phải, phải. Khuất Nguyên ca ca, Đỗ Nhược Tử, huynh xem. Đây là thứ mà huynh thích ăn nhất đó. Mụi còn nhớ sở thích của ta? Tất nhiên rồi. Kể cả chân mày và ánh mắt của huynh, mụi cũng nhớ trong lòng. Được, mụi tốt lắm. Ta cho mụi thứ đồ chơi này. Sỏi giang à, mụi có thể dùng nó để gõ nhịp, như vậy múa sẽ đẹp hơn. Mụi phải theo huynh đến ảnh đô. Mụi còn nhỏ, mụi đến đó để làm gì chứ? Mụi đến đó để múa. Mụi có thể lo nấu nướng, giặt giũ, pha trà bưng nước. Nơi đó là quốc đô của nước Sở, họ có rất nhiều quy định khác với nơi này. Mụi thích làm gì thì làm. Không, mụi phải đi. Mụi phải ở bên cạnh huynh mỗi ngày. Được, mụi qua múa đi. Ra ngoài múa đi. Đệ đệ ăn bánh chưng đi. Ăn chung nha. Đẹp thật. Người đẹp như vậy chỉ có ở trên trời thôi. Nhìn
Tỷ tỷ nhìn xem, Đỗ Nhược Tử múa đẹp thật đấy. Nhìn kìa, người đó là Đại Dương chứ ai. Thần Khuất Nguyên khấu kiến Đại Dương. Đại Dương, hoan nghênh Đại Dương. Bình thân, tạ ơn Đại Dương, tạ ơn Đại Dương. Khuất Nguyên, người này là Nữ Tuy, tỷ tỷ của ngươi có phải không? Hồi bẩm Đại Dương, đây là tỷ tỷ của hạ thần Nữ Tuy. Hai người này là học trò của thần Tống Ngọc và Cảnh Sai. Đại Dương, Đại Dương, nhờ hồng phúc của Đại Dương, hàng năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Hôm nay là ngày tề tự sơn thần, mời Đại Dương chung vui với dân chúng ạ. Được rồi, được rồi, chung vui, chung vui. Dạng dân mến mộ như vậy, quả nhân chung vui với dạng dân nhé. Đại Dương, dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Quốc Nguyên Đại Phu, Nông Đại Phu, Cẩn Đại Phu, Đại Dương. Đại Dương, là ở bên đó, nhìn kia. Quốc Nguyên à, có thần. Khanh có quen người này không? Hồi bẩm Đại Dương, hạ thần không quen biết. Được. Quốc Đại Phu, đây là thích khách bắt tại lãnh địa của ngài. Ngài không quen biết sao? Sau khi Đại Dương triệu thần tiến đô, hàng ngày đều ở bên cạnh ngài, hàng ngày đều nghĩ đến trị quốc đại kế, từ lâu không hỏi đến chuyện thôn giả, huống hồ là con người. Tôi nghĩ người thông minh như Cẩn Đại Phu, ngài dám khẳng định mình biết mặt tất cả mọi người trên lãnh địa của ngài sao? Quả thật là không dám khẳng định. Nhưng mà nếu như xuất hiện thích khách ngay trên lãnh địa của Cẩn Mổ, tôi sẽ cầu xin Đại Dương bãi bỏ chức vụ của tôi rồi chịu trách nhiệm. Xin hỏi Cẩn Đại Nhân, hắn tấn công quốc quân bằng cách gì, bằng phương pháp gì và vào lúc nào và ở đâu? Hắn lẫn sâu vào trong rừng, lấy da thú khoác vào người, hóa thân thành thú, chờ cơ hội ra tay, nhưng bị quân sĩ phát hiện, tưởng hắn là người rừng, cho nên đã bắt hắn về quy án. Nếu nói như vậy, hắn chưa tấn công ai cả. Nếu không phải là thích khách thì tại sao hắn lại bỏ trốn? Hắn không muốn làm người mà muốn làm thú, giả lại vừa gặp người liền bỏ trốn, trong lòng ác hẳn phải có nỗi khổ. Có lý lắm. Tôi hỏi ngài, nếu hắn là thích khách, hắn mang theo vũ khí gì? Là giáo mát hay là cung tên? Đại Dương, quả thật trong tay của hắn không có vũ khí. Không có vũ khí, lấy gì hành thích? Quốc Đại Phu cứ lên tiếng binh vực cho hắn. Ngài là có dụng ý gì? Tôi nói hắn không phải là thích khách. Đại Dương, Quốc Đại Phu nói rất đúng. Nếu Đại Dương tin lời nói đơn phương của Cẩn Đại Phu, cho rằng trong lãnh địa của thần có người hành thích, xin ngài hãy trị tội của thần, thần không quán trách. Đại Dương, nếu như không phát hiện hắn có động cơ hành thích, như vậy làm sao mà định tội hắn được? Được rồi, được rồi. Lấy đâu ra nhiều thích khách như vậy? Rõ ràng là bắt bóng đè chừng. Người này dũng mãnh hơn người, võ nghệ cao cường, là bậc nhân tài. Để lại hắn để dạy dỗ nên người, sau này sẽ giúp được việc. Đại Dương thánh minh.
Ba. Khoan. Đâu à? Đại Dương, trên vai của hắn có con dấu. Con dấu à? Nếu nói như vậy, hắn là đào phạm sao? Đại Dương, hắn không phải là đào phạm, mà hắn là gia nô. Gia nô của ai vậy? Để tôi xem. Ngươi là gia nô mà không làm việc cho chủ, bỏ trốn ra ngoài, thật đáng tội chết. Người đâu, lôi hắn ra chém đầu. Rõ, đi, khoan đã. Đợi một chút. Đại Dương, nói đi. Muốn cường sở hưng bang thì đây là nhân tài cần được tận dụng. Cớ sao chúng ta không miễn khổ dịch cho hắn thăng làm thứ dân, cho hắn gia nhập vào đội ngũ của khuất cái tướng quân, sau này có dịp dụng võ để hắn lập công cho triều đình. Đại Dương, nô lệ phản bội chủ nhân là phạm tội, không thể tha thứ. Nếu Đại Dương có thể dị pháp trị thiên hạ, có quy lẫn đức, sẽ được bá tánh tôn sùng, nước Sở nhất định sẽ phồn thịnh. Thôi được. Quả nhân thích những người có bản lĩnh. Quốc gia cũng cần những người có bản lĩnh. Quốc Nguyên nói rất có lý. Cho dù là gia nô cũng không cần phải chém đầu, giữ hắn lại để dạy dỗ. Thái Bộc, có thần, đưa hắn về dạy dỗ lại. Tuân chỉ. Đẹp thật. Đúng, đẹp thật đấy. Quốc Nguyên ca ca, tại sao bây giờ huynh mới đến đây? Muội đã chờ huynh cả buổi trời rồi. Tại sao muội lại ở đây? Huynh không cho muội đến đây, nhưng cẩn thượng đại phu cho muội đến đây. Muội đấy. Eo cô nương ấy nhỏ, điệu múa lại hay. Cẩn đại phu nói cô nương muốn theo tôi đến ảnh đô không? Muội hỏi có thể ở bên cạnh Quốc Nguyên ca ca không? Ông ấy nói được. Muội trả lời tôi đi. Muội đấy, thật đấy. Đại Dương đang lo đạo cường sở hưng bang, làm gì có thời gian xem muội múa. Muội lo múa, ông ấy lo cơm nước. Được ở bên cạnh Quốc Nguyên ca ca, chuyện tốt như vậy, cớ sao muội lại từ chối? Thôi được rồi, muội đừng nói bậy nữa. Cô nương lo múa, quả nhân không chỉ lo cơm nước mà còn lo cho cô nương ăn ở nữa. Ta còn cho cô nương sửa soạn rất đẹp nữa kìa. Cô nương sẽ trở thành người đẹp nhất ở nước Sở. Lần này quả nhân đi săn được tận hưởng vẻ đẹp của Du Sơn, được chứng kiến tận mắt Lê Dần ba tánh an cư lạc nghiệp, quả nhân đã yên lòng rồi. Tình cờ tìm được một mảnh hán và một tiểu mỹ nhân đây, xem như quả thật là bội thu rồi. Lần này Đại Dương đến Du Sơn để săn, chẳng hay đã săn được những thứ gì mới lạ vậy? Đều là những loài thú hoang, không có gì mới lạ. Không có gì mới lạ. Ngài, bọn người quý như ngài đây, thường ngài quý ngài được ăn uống đầy đủ, vậy mà sau lưng tôi lại làm chuyện xấu. Tôi hỏi ngài, cô nương eo nhỏ ấy là ai? Nương nương, về chuyện đó bà không thể trách hạ thần được. Tất cả đều do Quốc Nguyên đại phu gây ra. Hắn vì muốn lấy lòng Đại Dương, cho nên đã chọn người đẹp trong lãnh địa của mình để dâng cho Đại Dương. Thật không ngờ, thường ngày trong Quốc Nguyên dáng vẻ đạo mạo, sau lưng ta lại làm chuyện trai gái. Chuyện đó cũng khó trách Quốc Nguyên đại phu. Lệnh Doãn Tử Tiêu đã lớn tuổi, Quốc Nguyên đại phu có khả năng, có can đảm gánh vác trách nhiệm,
Chỉ có điều là hơi nôn nóng, nhưng cho dù hắn ta làm lệnh doãn cũng không thể treo lên đầu của ta được. Đi, ngay gọi hắn đến đây cho ta. Ta phải hỏi hắn, thật ra ta đã làm những chuyện gì có lỗi với hắn chứ? Nương nương, bà đừng bao giờ nói do hạ thần tiết lộ. Đại vương thường xuyên nhắc nhở hạ thần làm quan cùng triều phải đoàn kết một lòng, dĩ hòa vi quý. Nếu không phải do nương nương có ơn đối với hạ thần, cho dù tôi phải nén trong lòng còn hơn là tiết lộ cho bà biết. Lùi xuống đi. Eo nhỏ, eo nhỏ. Thôi đi, lùi xuống. Khải bẩm nương nương, đại vương đâu? Đại vương đang bận, không thể xuống đây được. Đại vương đang làm gì? Ta hỏi cô nương, ông ấy đang làm gì? Chắc không phải đang lo quốc gia đại sự chứ? Ông ấy đang xem cô nương eo nhỏ múa à? Đại vương, người đẹp như vậy, ca múa như vậy, chỉ có ở thiên cung thôi. Chỉ tiếc là nội cung chật hẹp, không đủ tráng lệ, có khác gì mai một nhân tài. Quả nhân sẽ xây cho cô nương ấy một cung điện dành riêng cho Đỗ Nhược Tử ca múa. Không biết nên đặt tên là gì đây? Đặt là Tề Yêu Cung. Tề Yêu Cung, cứ đặt là Tề Yêu Cung. Đại vương, tá đồ đại phu Khúc Nguyên cầu kiến. Không gặp. Dạ. Khoan đã, cho mấy vào đây. Dân ạ. Khuất Nguyên bái kiến đại vương. Miễn đi, miễn đi. Khuất Nguyên à, quả nhân có một chuyện rất quan trọng cần bàn bạc với khanh. Khuất Nguyên cũng có một chuyện hệ trọng muốn bẩm báo với đại vương. Đúng là chúng ta hiểu rõ ý của nhau. Quả nhân vừa nghĩ đến khanh là khanh đến đây ngay. Quả nhân muốn xây một ngôi Tề Yêu Cung dành riêng cho Đỗ Nhược Tử cà múa. Quả nhân sẽ cho người dàn dựng toàn bộ cửu ca do khanh sáng tác, để tất cả tế lễ tại nước sở đều hát nhạc của khanh. Đại vương, chuyện mà hạ thần muốn nói là Trương Nghi đã làm tể tướng của nước Tần rồi. Khanh nói sao? Trương Nghi đã đến nước Tần để làm tể tướng rồi. Lùi xuống. Trương Nghi đã làm tể tướng của nước Tần rồi sao? Phải. Năm xưa lúc Trương Nghi đến nước sở để du thuyết, để lấy trộm quốc báo, và thị bích của nước sở bị trụ quốc Chiêu Dương đánh một trận tơi bời, rồi chạy đến nước Tần. Con người của Trương Nghi ấy lắm kế nhiều mưu, nhưng lòng dạ hẹp hòi. Hắn nhất định thừa cơ hội trả thù. Hạ thần khuyên đại vương nên giao du với thiên hạ, chiêu binh mãi mã để chống lại nước Tần. Thật không ngờ, thường ngày tá đồ đại phu oai phong lẫm lẫm, hôm nay lại bị một tên Trương Nghi làm cho hoảng hốt như vậy. Một tên Trương Nghi chẳng đáng ngại gì, nhưng có nước Tần làm hậu thuẫn thì khác hẳn. Sau khi nước Tần thương ương biến pháp đến nay ngày càng lớn mạnh,
Hôm nay binh nhiều tướng đông, tài lực hùng hậu, ngang ngược kiêu căng. Tần Dương lòng đầy giả tâm, không cam chịu sống ẩn tại Hàm Dương. Từ lâu hắn đã nhìn chằm chằm vào 6 nước còn lại, hòng thống nhất thiên hạ. Nếu Đại Vương không kịp chuẩn bị từ đầu, e rằng không kịp trở tay đâu. Quốc đại phu, xem bộ ngài đã quá đề cao nước Tần đó rồi, chưa chắc Đại Vương đã thua kém họ đâu. Thôi được rồi, chỉ là một tên trương nghi thôi, có gì phải đáng lo ngại chứ. Quốc Nguyên, đã lâu rồi Khanh không đến dạy Tử Lan học đấy. Thần biết à, ngày mai quả nhân phải kiểm tra bài tập của nó. Hạ thần tuân chỉ. Lùi xuống đi. Ông ấy cứ tự cho rằng mình tài giỏi, cứ y như là mình hơn hẳn mọi người không bằng. Đúng hay không, không quan trọng. Miễn sao biết lo cho đất nước là tốt rồi. Dạ. Quốc đại phu, mời. Nếu như nương nương bận, Quốc Nguyên xin cáo lui. Ai vậy? Thần Quốc Nguyên, khấu kiến nương nương. Quốc đại nhân, đã lâu không gặp. Việc học hành của công tử Tử Lan đã bỏ phế. Nghe nói là ngài bận lắm có phải không? Nương nương, thần theo Đại Vương đến Du Sơn săn bắn. Sau khi hồi triều lại bận triều chánh, cho nên đã bỏ phế việc học hành của công tử. Thần quả thật có tội. Đâu có, ngài có công, giả lại công lao to lớn nữa là khác. Hưởng bổng lộc triều đình, làm theo chút công việc, có bận rộn bao nhiêu cũng là bổn phận của vi thần, không dám kể công. Ngài chọn được một mỹ nhân eo nhỏ cho Đại Vương, giả lại còn được Đại Vương sủng ái. Công lao như vậy không lớn sao? Nương nương, Đại Vương đi săn ngay vùng đất phát tường của nước Sở, tình cờ gặp được người đẹp Đỗ Nhược Tử, sẵn đưa cô nương ấy về ảnh đô. Chuyện đó không liên quan gì đến Quốc Nguyên. Ngài khéo chối cãi thật. Ngài thường nói lấy dân làm gốc, nhưng một cô nương eo nhỏ lại làm hại đến bao nhiêu người. Có câu ca dao nói: Sở Vương hảo tề yêu, dân nữ đa ngã tử. Ngài là người có học vấn, làm chuyện như vậy, ngài không cảm thấy hổ thẹn hay sao? Quốc Nguyên khó nói sao cho rõ, nhưng thần cho rằng đẹp hay không, không phải là do eo nhỏ. Nét đẹp của Đỗ Nhược Tử là do cô nương ấy tự nhiên dân giả, giả lại không qua trang điểm. Đến từ thôn giả, tất nhiên, tự nhiên dân giả rồi. Ta sống trong thâm cung, ràng buộc đủ điều. Đâu phải muốn làm gì thì làm, tất nhiên phải trang điểm rồi. Ngài đấy, đúng là hiểu rõ khẩu vị của Đại Vương mà. Nương nương nói như vậy là sai. Nương nương xuất thân sang trọng, gia phong nề nếp, cử chỉ dịu dàng, thân hình đầy đặn, đó cũng là nét đẹp sang trọng quý phái. Còn giảm cân, thắt eo, nhịn ăn, đó là do cố ý thay đổi, mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Nếu nói như vậy, ngài cho rằng ta đẹp à? Tất nhiên, nét đẹp của Đỗ Nhược Tử do Quốc Nguyên thưởng thức, còn nét đẹp của nương nương làm Quốc Nguyên phải rung động. Nương nương, Quốc Nguyên có một chuyện muốn cầu xin. Ngài nói đi, nếu như ta làm được. Trương Nghi đã làm tể tướng của nước Tần, nay họ đang chiêu binh mãi mã, là một đe dọa lớn đối với nước Sở. Xin nương nương liên lạc với đại thần, khuyên ngăn Đại Vương bãi bỏ ca múa để bàn bạc đại kế chống Tần. Ta gần như đã bị đày vào lãnh cung rồi. Trước kia ta cũng không can dự triều chính. Ngài nên nhờ cô nương eo nhỏ của ngài đi. Nương nương, nương nương, đệ tử giáng hề bắt chữ, mục diêu diêu hề sầu dư. Ngài vừa đọc cái gì? Dạo này Quốc Nguyên vừa sáng tác bài Tương Phu Nhân, chính là để dâng cho nương nương. Nó có thể nói rõ tấm lòng của hạ thần đối với nương nương.
Biết bao nhiêu người nhờ Ngài làm thơ Ngài đều từ chối, nhưng Ngài lại làm thơ cho ta. Nhanh lên, qua viết cho ta xem. Chuẩn bị lụa và bút. Dạ. Đệ tử Gián Hề bắt chữ. Mục Diêu Diêu Hề Sầu Dư, Niễu Niễu Hề Thu Phong. Đây là cái gì? Bát vàng. Từ đâu có? Của nước Sở. Đây là gì? Người đẹp. Từ đâu có? Của nước Sở. Hỏi các dũng sĩ. Người nước Sở ăn cơm bằng vàng. Nước Sở có vô số vàng bạc châu báu. Nước Sở không thiếu mỹ nữ. Ráng thao luyện cho giỏi, tấn công vào nước Sở, tất cả mọi người đều có thể làm giàu. Tất cả mọi người đều có thể lấy được vợ đẹp. Tấn công vào nước Sở. Đi, nhanh lên. Người làm gì vậy? Bỏ trốn à? Người định bỏ trốn có phải không? Tại sao không bỏ trốn đi? Bỏ trốn đi. Tại sao không bỏ trốn đi? Bỏ trốn này. Trịnh Hoành, qua đây. Còn nhẹ tay thôi, còn đánh chết hắn làm sao bán được tiền đây? Chết à? Không đánh chết họ quá dễ dãi cho họ rồi. Nhanh lên. Đi nhanh lên. Trương Hoành, sau này làm việc phải chú ý. Mang thứ dân đi bán như nô lệ, đó là phạm pháp đấy. Cha, con đã đóng dấu. Họ là nô lệ của gia đình chúng ta. Cho dù có đóng dấu, sau này xảy ra chuyện, chúng ta cũng phải chịu trách nhiệm. Cha, cha có gì phải sợ? Cha là nhạc phụ của đại vương, con là quốc cửu. Nhanh lên. Quốc đại nhân, chào buổi sáng. Quốc đại nhân, ngài múa kiếm mà giỏi thật đấy. Có chuyện gì? Thái Bọc Phủ dọn nhà rồi, ngài không nhìn thấy sao? Đi, nhanh lên. Mông Ưu, nhiều đồ đạc như vậy, ngài đoán họ dọn đi đâu? Trịnh công tử, dọn nhà. Mông đại nhân, ngài không nghe nói sao? Chiến tranh sắp đến, mau dọn nhà đi. Chiến tranh sắp đến, chiến tranh với ai? Ngài thật sự không biết hay là giả vờ không biết? Trương Nghi làm tể tướng của Tần, dẫn theo 100.000 đại quân, nay mai sẽ tiến đến đây để trả thù đấy. 100.000 đại quân à? Họ đang tiến đến đâu? Ai mà biết được. Nói chung là sớm muộn gì cũng tiến đến ảnh đô thành. Cha ta nói nhanh chóng mang vàng bạc châu báu và đồ quý giá trong nhà để chuyển đến Phong Địa, tránh xa nước Tần. Sau này ảnh đô có bị công phá, chúng tôi cũng không đến nỗi phải mất trắng. Quốc đại phu, ngài có thứ gì giá trị dài ba lượng nên dọn đi khỏi đây ngay. Tôi đã cho ngài biết tin tức này rồi, ngài phải nhớ lấy ơn nghĩa này đấy. Chưa chi đã lo bỏ trốn rồi, làm cho mọi người càng thêm lo.
Đi nhanh lên. Tráng sĩ. Khuất đại phu, nghe nói hắn tên là Trang Kiểu. Đó là chuyện của gia đình họ, ngài đừng xen vào. Họ thích làm gì thì làm. Đừng nói là nô lệ, cho dù là vương công quý tộc cũng đành phải bó tay thôi. Đúng là vô pháp vô thiên. Nhìn cái gì mà nhìn, đi nhanh lên. Đi nhanh lên, có gì mà nhìn chứ. Ngài làm gì vậy? Quả nhân muốn sủng hạnh nàng. Sủng hạnh? Sủng hạnh là gì? Sủng hạnh có nghĩa là quả nhân thương nàng. Quả nhân thích làm gì thì làm. Như vậy không được đâu. Ta là đại vương đấy. Đại vương trong thâm tâm của tôi không phải là như vậy. Vậy là như thế nào? Như là ban ngày vậy. Ban ngày ta là đại vương của thần dân. Thần dân. Còn ban đêm thuộc về mỹ nhân. Ta mang mặt trời cho thần dân. Ta mang mặt trăng để dành cho mỹ nhân. Nàng có hiểu không? Không hiểu. Tôi chỉ biết ca múa của tôi dành cho đại vương. Còn thể xác của tôi dành cho người khác. Là ai vậy? Người mà tôi yêu thương nhất. Khắp thiên hạ này đều là thần dân của quả nhân. Chỉ cần quả nhân thích, người đó sẽ thuộc về quả nhân. Như vậy không được đâu. Lại đây. Bắt lấy ả. Đại vương. Khanh, chẳng phải Khanh nói cô nương ấy đồng ý hầu hạ quả nhân sao? Tại sao lại như vậy? Quả nhân, một cô nương thôn giả, tôi sẽ dạy lại cô nương ấy trong vòng 3 ngày. Đi. Thả tôi ra. Ta còn tưởng là cô nương ấy mắc cỡ. Không ngờ cô nương ấy thật sự từ chối. Đừng bắt buộc cô nương ấy. Thả cô nương ấy ra đi. Thả cô nương ấy ra. Linh hồn hãy bay qua biển cả. Linh hồn
cho dù có bay qua biển cả, cũng khó đến được nơi mà ngươi muốn đến. Thà rằng ngươi khoác cỏ tươi, cởi trên lưng báo, đi trên xe ngựa gỗ tân di, du ngoạn trong rừng núi, chờ ta mang hoa tươi đến cho ngươi. Huynh nhẫn tâm lắm, người ta đang buồn muốn chết, vậy mà huynh còn tâm trạng làm thơ. Đỗ Nhược Tử là muội sao? Không phải, là thân thể xinh đẹp của muội, là linh hồn trong trắng của muội. Huynh ngốc thật, huynh tin là có linh hồn sao? Tại sao muội lại trốn khỏi cung? Trong cung không vui, muội muốn về nhà, muội nhớ nhà, nhớ cuộc sống chốn thôn giả. Muội ngốc thật, không dễ dàng như vậy đâu. Sao chứ, chẳng lẽ huynh không thể bảo đại dương thông cảm hay sao? Đỗ Nhược Tử, nếu đại dương muốn tìm muội thì sao? Muội về cung đi. Không, muội không về cung đâu. Tại sao? Tề Dương về khuya thật đáng sợ. Sau khi đến ảnh đô, muội không được ra ngoài. Quốc Nguyên ca ca, chúng ta đi hái hoa nhé. Đi, nhanh lên, ta không đi. Nói như vậy là huynh không còn thương muội nữa sao? Tại sao muội lại nói như vậy? Muội cảm thấy càng ngày huynh càng khác xưa. Ta trước kia đã bỏ lại nơi quê nhà rồi. Ta bây giờ là quân vương của nước Sở. Như vậy là huynh không thuộc về muội nữa sao? Muội khờ lắm, thậm chí ta còn không thuộc về bản thân mình nữa kìa. Sau này muội có thể gặp huynh mỗi ngày không? Ta không biết.